phường Nam Khê vừa tổ chức ký cam kết xây dựng mô hình nhà trọ sạch ma túy, tiến tới xây dựng khu dân cư sạch ma túy. Phường Nam Khê là địa bàn có nhiều trường đại học cao đẳng, trong đó số lượng sinh viên tạm trú bên ngoài trường là rất lớn, tập trung chủ yếu tại các cơ sở nhà trọ, nhà có nhiều căn hộ cho thuê, chung cư mini. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như tệ nạn cờ bạc, ma túy, mâu thuẫn, đánh nhau gây mất an ninh trật tự và dễ dẫn đến mất an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Để triển khai xây dựng khu dân cư sạch ma túy, công an phường đã tham mưu thành lập ban chỉ đạo với 24 thành viên, làm việc với cấp ủy và ban đại diện của các khu dân cư có số lượng lớn học sinh sinh viên ở trọ như Nam Trung, Nam Sơn và Nam Tân, lựa chọn để xây dựng khu dân cư sạch ma túy, đồng thời phối hợp với các khu dân cư huy động 25 thành viên bảo vệ an ninh trật tự, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền ký cam kết đến 100% hộ dân trên địa bàn tại chương trình đại diện chủ cơ sở nhà trọ và công dân tạm trú trên địa bàn đã ký cam kết không tham gia các hoạt động sử dụng tàng trữ mua bán vận chuyển tổ chức chứa chấp lôi kéo sử dụng ma túy góp phần xây dựng nhà trọ sạch ma túy khu dân cư sạch ma túy